Xin chào các bạn, mình là Thế Anh, mình đến từ cộng đồng Thế Anh Đứa Đe. Cộng đồng chuyên chia sẻ với các dự án IDO, các dự án RoboT, các dự án IO đến từ nhiều nền tảng uy tín và chất lượng cũng như đến từ các sản giao dịch. Nếu các bạn còn chưa đăng ký kênh thì các bạn nhớ nút subscribe để các bạn đăng ký cùng để tiếp tục những dự án mới nhất mà mình thường xuyên chia sẻ đến với anh em. Trong video chia sẻ hôm nay thì mình sẽ gửi tới các bạn dự án Castory. Tham gia vào dự án hôm nay thì các bạn sẽ cần vào link phía dưới phần mô tả video. Sau đó thì chúng ta sẽ ấn nút start để chat report. Còn nút continue hoàn thành một captcha. Các bạn join vào group Telegram này. Chờ đây chúng ta tiếp tục mở Twitter, Instagram, Discord. Chúng ta follow Twitter now already pinned này. Follow này. Share Discord này. Bên này mình sẽ nút check đi. Điền username của kênh Telegram với A cộng Twitter, chúng ta gửi profiling, chúng ta về từ nhà lấy profiling. Viết ra Instagram, chúng ta vào phần avatar, ấn vào profile, copy phần profiling. Viết ra Discord username, chúng ta vào component này, tích dấu tích, chọn submit này, phần profile channel và đây thì thôi, và đây rồi. Chúng ta sẽ gửi username Discord phía dưới đây. Địa chỉ BSC các bạn dùng VTH ở trên chất Connect hoặc MetaMask, chúng ta copy phần địa chỉ VTH, sau đó các bạn root. Ok, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau chia sẻ về dự án Castory. Bây giờ thì mình sẽ gửi tới anh em video hướng dẫn. Cảm ơn anh em đã theo dõi video và xin chào các bạn trong video tiếp theo.